Sự kiện điện ảnh được nhiều người quan tâm nhất trong tuần qua chắc chắn là Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 đang diễn ra tại Pháp. Có nhiều điều thú vị mà không phải ai cũng biết về liên hoan phim này. Cinepedia thì biết. Tham dự liên hoan phim Cannes có mất tiền vé không? Có chứ, ngoài các vé mời của ban tổ chức giống như Met Gala, vé tham dự liên hoan phim Cannes dao động từ 6.100 đến 25.000 đô la Mỹ, tương đương với từ 145 đến 590 triệu đồng Việt Nam. Đắt thì đắt thật, nhưng vẫn có nhiều người chi tiền chỉ để có mặt tại liên hoan phim danh giá này. Cannes sử dụng khoảng 2 km thảm đỏ. Để cho việc lên hình được sạch sẽ nhất, mỗi ngày ban tổ chức phải thay thảm 3 lần. Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, họ sẽ phải thay thảm đỏ ít nhất 40 lần. Mỗi kỳ liên hoan Cannes có trung bình khoảng 4.500 nhà báo tham gia đưa tin, biến Cannes trở thành sự kiện được truyền thông đưa tin nhiều thứ hai trên thế giới, chỉ đứng sau Thế vận hội Olympic. Đèn flash trên thảm đỏ nháy cứ phải gọi là lia lịa. Ấy thế mà không phải lúc nào cũng vậy đâu nhá. Có 2 lần trong lịch sử liên hoan phim Cannes, các tay máy đình công. Lần đầu tiên là vào năm 1975, khi diễn viên đạo diễn người Mỹ Paul Newman đã từ chối tạo dáng chụp ảnh khi đến với sự kiện. Tối hôm đó, các nhà báo đồng loạt để máy ảnh xuống chân khi ông đến sự kiện. Tương tự vào năm 1983, nữ diễn viên trẻ người Pháp Isabelle Adjani đã từ chối dự họp báo và chụp ảnh. Các nhiếp ảnh gia coi đó là một hành động phản cảm và đồng loạt từ chối chụp ảnh cho Adjani ở thảm đỏ. Nhiều người thích chụp ảnh selfie, mà selfie trên thảm đỏ của một liên hoan phim danh giá thì còn gì bằng. Giám đốc điều hành của Cannes, Thierry Frémaux, thì không nghĩ vậy. Ông còn từng có nhiều động thái để ngăn cản việc selfie trên thảm đỏ vào năm 2018. Ông giải thích rằng Cannes rất đông người và nếu các sao cứ dừng lại để chụp ảnh selfie thì sẽ gây nên sự tắc nghẽn. Ông mô tả những bức ảnh tự chụp này là kỳ cục và không lúc nào chúng ta lại bị xấu đi như khi chụp ảnh selfie. Dân số của thành phố Cannes là khoảng 70.000 người, nhưng khi diễn ra sự kiện, số dân tại thành phố này tăng chóng mặt lên con số 200.000, bao gồm cả những kẻ mạo danh. Một sự việc đáng chú ý xảy ra năm 2013, bất chấp các quy trình bảo mật và an ninh chặt chẽ, kẻ mạo danh ca sĩ Psy của Hàn Quốc đã đánh lừa hết các nhân viên an ninh và những người tham gia vào các hoạt động của Cannes. Như thật, kẻ mạo danh bị bắt sau khi chính quản lý của ngôi sao K-pop Psy phát hiện ra, cấp báo. Giải thưởng danh giá canh cọ vàng là thiết kế của Lucien Lazon vào năm 1955. Kể từ năm 1997 đến nay, canh cọ vàng do công ty Thụy Sĩ Chopard chịu trách nhiệm sản xuất. Nó được làm từ vàng 18 carat và có giá trị 22.000 đô la Mỹ, tương đương với hơn 515 triệu đồng Việt Nam. Mỗi năm có 2 giải thưởng được làm dự trữ, phòng trường hợp giải thưởng được trao cho hai người chiến thắng hay có tai nạn nào đó.